Chào anh em quay trở lại với channel Phân tích đồ cũ. Thì như ở phần intro thì chắc anh em cũng đã biết là chủ đề của video hôm nay là mình sẽ làm những gì. Hôm nay thì mình sẽ từ những vật liệu đơn giản như ống nước, ống PVC và một số những cái thiết bị khác, một số cái linh kiện khác, thì mình sẽ hướng dẫn anh em chế một cái loa Bluetooth đơn giản, gọn nhẹ và rất là hay nha anh em. Ống thì mình đã chuẩn bị sẵn rồi đây. Tức là mình đã qua cái giai đoạn chế và mình đã chuẩn bị trước khi mà quay cái video này. Thì tại vì là nếu như mà mình làm ở ngay trên đây thì nó sẽ rất là mất thời gian. Những cái nắp chụp như thế này, cắt ngắn lại. Và ống nước thì anh em có thể mua ngoài tiệm điện nước. Thì về chế cháo là nói chung về nghịch mày mò cắt sơ rồi khoét sơ một xíu thôi, là sẽ có thể làm được những thành những cái đoạn như thế này. Rồi bây giờ ta sẽ điểm qua một số những cái linh kiện cần thiết để mà có thể làm được một cái blog Bluetooth nha anh em. Thì trước hết là anh em sẽ cần 15cm cái đoạn ống nước 90 15cm nha anh em, chiều cao. Rồi ok, và hai cái nắp bịt anh em mua ống nắp bịt 90 luôn nha, mình đã cắt sẵn đây rồi. Màng cộng hưởng thì anh em có thể dùng 60 70 75, ở đây là mình dùng màng 75 để cho nó đồng đều với lại kích thước của cái loa 360 độ này. Và chế loa thì tất nhiên là phải có loa rồi, đây là mình dùng cái loa 360 độ toàn giải nha anh em. Nó có đế 360 độ, mình sẽ trước nó mình sẽ làm cái đế ở phần dưới phần cái loa cho nó đẹp luôn, và nó âm thanh nó sẽ tỏa tròn đều ra tất cả các phía thì nó nghe nó sẽ hay hơn. Tất nhiên để chế loa thì anh em sẽ cần phải mạch, có mạch, và mạch thì anh em có thể bình thường thì sẽ phải dùng hai mạch, đó là một mạch mạch công suất và mạch Bluetooth riêng, mạch tín hiệu Bluetooth. Nhưng mà ở đây thì mình là như ở những video trước thì mình đã có giới thiệu với anh em rồi, mình có bán một cái mạch mạch của cái loa Bluetooth, mạch mono nha, mạch mono tức là chỉ có một kênh thôi thì xuất ra một loa. Thì mạch này có công suất maximum là 10W, có thể maximum là được 10W, và thông thường nó đánh ở 5W. Nhưng mà nghe với cái loa này rất là lớn nha anh em. Con này nó chạy được 4 ohm. Đây là những cái mạch mới nha anh em, mạch của loa chill out. Khi mà anh em kết nối nó sẽ có hiển thị cái chữ chill out. Mạch hoàn thiện rất là tỉ mỉ nha anh em, nhìn trên màn hình này. Mạch này sử dụng pin 1S, tức là 1C18650 3,7V hoặc là nguồn 5V đều được. Nguồn 5V thì lưu ý là anh em dùng cái nguồn 5V trên 1A 1 đến 1,5A cho nó ok nha. Thì với cái mạch này á thì mình sẽ có cái tờ hướng dẫn đi kèm, tức là khi mà bán cái mạch này mình sẽ có tờ hướng dẫn đi kèm là volume này, bật tắt này, rồi loa trái loa phải này, jack 3.5 này, jack sạc macro này, pin này, đường nào là đường ngõ nào như thế nào đều được hết, đều mình sẽ đều có hướng dẫn hết. Và cái ở trên cái mạch này nó có phím dùng, có phím cứng sẵn rồi, nhưng mà và có đèn hiển thị, nhưng mà do là mình thiết kế vào trong cái hộp không có phải là cái loa zin của nó, nên là mình sẽ thiết kế rất là khó để mà dùng cái phím này, nên là mình bỏ qua những cái phím sử dụng ở trên mạch này, và mình sẽ phải dùng một cái công tắc nguồn ngoài và một cái jack sạc ngoài, mình sẽ câu vào trong cái mạch này. Ngoài ra thì sẽ để cho đẹp thì và gọn thì mình sẽ dùng một cái đế pin 18650 đây, khi mà lắp vào anh em có thể tháo ra thay pin dễ dàng. Ví dụ như sử dụng một thời gian dài thì pin nó bị hư thì anh em có thể tháo ra thay dễ dàng. Cái đế này chỉ có mấy ngàn thôi, rất là rẻ. Rồi một cái mạch bảo vệ thông thường á, theo như cái mạch này nó có tích hợp sạc nha anh em, lúc nãy mình quên nói, đây có tích hợp cổng sạc micro USB. Nhưng mà như mình đã nói thì cái việc mà khoét lỗ rồi thiết kế để chế cho cái mạch này nó dùng cái cổng sạc và dùng cái công tắc này rất là phức tạp, tại vì mình để vào đây thì không biết để đâu cho nó vừa, cho nó hợp lý, nên là mình sẽ không có dùng cái công tắc và cái
không có dùng cái công tắc và cái jack sạc zin nữa, mà sẽ dùng cái jack sạc ngoài rời này cho nó tiện. Và mình không rõ là cái này nó có bảo vệ pin hay không, để chống kiệt pin hay không, nên là mình sẽ lắp thêm một cái mạch bảo vệ pin nữa nha anh em. 1S, mạch bảo vệ 1S. Rồi, ok. Đó là phần giới thiệu sơ qua, khái quát hết tất cả những cái nguyên vật liệu cần, những cái linh kiện cần để anh em có thể chế được một cái loa. Thì bây giờ mình sẽ đi vào các bước lắp ráp và hoàn thiện nha. Anh em cùng theo dõi nhé. Tiếp theo là ráp cái đế 360 độ vào nha anh em. Mình đã bắt xong vào cái mặt đáy rồi. Mình đã làm xong cái mặt đáy rồi. Thì bây giờ chốc nữa mình sẽ chỉ việc úp cái này lên. Úp này vào là xong. Và xong cái phần dưới. Rồi bây giờ mình sẽ phải gắn keo. Chắc là mình, tại vì cái phần này nó cũng không đụng, nó chỉ là cái phần đế thôi. Nên là mình sẽ gắn keo 502 nha anh em. Để mình cố định nó lại. Anh em lưu ý nha. Ở đây nó có cái khớp lớn này, khớp nhỏ này, khớp nhỏ này. Anh em cũng xoay cái đế theo đúng cái chiều như vậy nha. Cái này là cái hình chóp nha anh em. Âm thanh nó sẽ tỏa ra 360 độ. Phần đế coi như sau nha anh em. Bây giờ mình sẽ qua cái màn cộng hưởng. Màn cộng hưởng thì theo như cái combo này mình bán kèm với cái loa thì mình dùng cái màn cộng hưởng 75mm. Mình đã khoét lỗ sẵn rồi, bây giờ chỉ việc ráp vào thôi. Bây giờ ta sẽ gá thử vào. Đã xong phần vỏ nha anh em. Bây giờ mình sẽ
đã sao nha anh em. Bây giờ mình sẽ thử cái nốt nguồn này, ngắm nốt nguồn là nhấn nhả nha anh em. Bây giờ mình sẽ bấm thử nốt nguồn này, đó có đèn nha. Vậy là ta đã hoàn thành xong một cái loa Bluetooth đơn giản, rất là tiện dụng. Anh em chế cũng rất là đơn giản, như như những bước là mình chế thì anh em cũng thấy đó. Đây, tắt nguồn này đó, nó có chuông rồi nên mình sẽ không có làm cái đèn báo nữa nha. Ví dụ như anh em để như vậy trên cái bàn làm việc đó, để như vậy trên cái bàn làm việc rất là đẹp. Bây giờ thì mình sẽ test thử một bản nha, xem là như thế nào nha. Mình sẽ kết nối với điện thoại này. Khi mà anh em nghe cái tiếng tút 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 ở trên cái nó khởi động xong cái loa thì nó sẽ hiển thị lên trên cái điện thoại của anh em nha. Đó, chưa vào này. Rồi, đã kết nối. Giờ thì mình sẽ mở nhạc nha. Nghe thử nha anh em. Thì cái loa này á, cái khi mà mình bấm với cái phím điều chỉnh volume ở trên loa á, thì nó cũng tăng cái volume ở trên cái điện thoại, nên là mình sẽ không có làm cái phím volume ra ngoài. Mình để trên cái điện thoại luôn nha anh em. Để mở ở mức 70%. Chợt nhớ một người, chạnh lòng tôi khơi bao niềm nhớ. Người nơi xa xăm phương trời ấy, người còn buồn, còn thương, còn nhớ. Nắng phai rồi em ơi, chiều xuân có một người ngơ ngác tìm tìm. Bây giờ mình sẽ mở một cái bài khác thử nha, bài nhạc thể loại khác nha. Thank you.
giờ cũng muộn nữa, nên là mỗi bài chỉ mở được một đoạn ngắn thôi nha anh em. Bây giờ mình sẽ mở cái bass test nha. Đây. Tám mươi phần trăm âm lượng nha anh em. Giữ không có nó rung. Tại vì mình gắn camera trên cái bàn á, nên là nó đánh nó sẽ rung cái bàn. Em mình phải cầm lên nha. Đây nè, cái loa này nó sẽ, cái đế này nó sẽ tạo cái hiệu ứng 360 độ, nên là âm thanh nó sẽ tỏa ra khắp phòng nha anh em. Đó, nói chung là bây giờ muộn rồi nên là sẽ không có thể mở lâu được. Thì anh em xem video cũng sẽ thấy được là cái quá trình làm của mình. Nó hoàn thiện, nó cũng tương đối đơn giản, không vấn đề gì phức tạp hết. Nội thất thì mình cũng đã show cho anh em xem rồi. Nội thất thì mình cũng đã làm cho anh em xem rồi. Thì anh em có thể gắn keo. Ví dụ như anh em muốn làm cố định thì có thể gắn keo để chống hở, thì nó sẽ kín hơn và bát nó sẽ chắc hơn. Còn mình thì mình muốn thay, ví dụ như có thay đổi gì đó thì mình sẽ thay đổi, nên là mình sẽ không có gắn keo. Mình chỉ cài như vậy thôi. Đó, lúc nào gỡ ra thì khó nhẹ cái nào nó sẽ ra thôi. Ok, anh em, như vậy là mình đã hoàn thành xong một cái loa Bluetooth. Hướng dẫn anh em làm xong một cái loa Bluetooth bằng những cái linh kiện đơn giản. Những linh kiện này bên mình có bán tại shoploa.vn nha. Anh em có thể ủng hộ trên shoploa.vn. Hoặc là những cái, ví dụ anh em gần ở chỗ nào đó thì có thể tiện mua những shop khác cũng được, không vấn đề gì hết. Thì anh em cứ, đây là cái video mình chia sẻ về cách làm loa Bluetooth thôi. Rồi, cảm ơn anh em. Hẹn gặp lại anh em vào những video sau. Sắp tới sẽ có loa của video của con này nha anh em. Video của con này mình đang chờ cái lô bốc về nên là hơi lâu. Anh em thông cảm giùm ha. Hiện tại thì shoploa.vn cũng có cái chính sách chi ân mùa dịch nha anh em. Tất cả những đơn hàng cho các khách hàng đó là bác sĩ này, công an này, lực lượng tuyến đầu chống dịch thì bên mình sẽ miễn phí giao hàng và giảm thêm 5% trên tổng hóa đơn. Coi như là tri ân các những người đã góp sức trong mùa dịch vừa rồi. Cảm ơn mọi người.